Muốn mua sen tắm mà chưa biết chọn loại nào thì đến ngày Enit để tham khảo em sen tắm Mediro cao cấp này nha. Đảm bảo nhìn đã thích mà dùng là sẽ mê ngay. Em sen tắm này hiện có hai màu cho mình lựa chọn. Anh chị nào yêu thích sự nhẹ nhàng thanh lịch thì chọn ngay màu xám. Còn yêu thích sự hiện đại trẻ trung thì chọn màu inox cho em nha. Em sen này được thiết kế bản dẹp rất là độc đáo. Thêm vào đó là màn hình LED hiển thị nhiệt độ nước và thời gian cực kỳ sang trọng luôn. Không cần mua 3, chỉ một là đủ vì em sen này được tích hợp tính năng 3 trong 1 gồm bát sen, tai sen và vòi nước ẩn. Vừa tối ưu không gian vừa tiết kiệm chi phí cho gia đình mình. Anh chị nào thích cảm giác được phục vụ từ A đến Z thì phải thử ngay tính năng của em bát sen này nha. Với diện tích rộng cho làn nước phun rộng rãi và êm ái nhờ có lỗ thoát nước silicon đàn hồi cao, cho cả nhà mình thoải mái thư giãn tắm gội toàn thân thả ga. Còn anh chị nào thích tự điều khiển nước khi tắm thì phải dùng ngay tai sen đa chế độ này nha. Dễ dàng điều khiển linh hoạt chỉ với một nút bấm và có thể điều chỉnh lên xuống thoải mái luôn. Sen tắm còn tích hợp vòi nước ẩn bên dưới, tiện lợi cho cả nhà mình sử dụng, vừa tiết kiệm diện tích lại tránh ma quẹt khi di chuyển. Tiếp đến là phần củ sen với kích thước lớn và bề mặt kính cường lực chống trầy xước, chống hoen rỉ và có thể tận dụng làm kệ đựng đồ dùng thoải mái luôn. Bảng điều khiển có 3 phím đàn tượng trưng cho 3 chế độ có biểu tượng trực quan và nút vặn tùy chỉnh nhiệt độ nước nóng lạnh, dễ dàng sử dụng cho cả gia đình mình. Ngoại hình đẹp không chỗ chê, vừa sang trọng, ấn tượng và tiện nghi khỏi phải bàn. Mua em sen tắm này về, tưởng đâu phòng tắm nhà mình nhờ khách sạn 5 sao luôn. Nhanh tay liên hệ Enit để đặt mua sen tắm Mediro nâng cấp cho phòng tắm gia đình mình ngay nhé.